Những món bánh truyền thống dưới đây luôn là phần không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết của người Việt. Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của các loại bánh mà chúng ta thưởng thức hàng ngày, không phải ai cũng biết. Bánh chưng. Mỗi khi Tết đến xuân về, người Việt dù có đi đâu, ở đâu, cũng không bao giờ thiếu chiếc bánh chưng xanh trong mâm cỗ Tết cổ truyền. Nhà nào cũng có dăm ba cặp bánh để cúng gia tiên. Có thể nói bánh chưng trong tâm thức người Việt là truyền thống uống nước nhớ nguồn, là món ăn đặc trưng của dân tộc, là cảm giác háo hức thời thơ bé ngồi canh nồi bánh chưng ấm cúng, hay đơn giản chỉ là bữa cơm gia đình sum họp ấm áp trong những ngày đầu năm mới. Trong tâm thức của người Việt, chiếc bánh chưng vuông nhỏ bé không còn đơn thuần là món ăn mà đã trở thành nét đẹp của con người Việt Nam, gắn liền với truyền thuyết dân tộc lâu đời, cùng mang nhiều ý nghĩa sâu xa về vũ trụ nhân sinh. Bánh chưng âm dành cho mẹ, bánh dày dương dành cho cha. Bánh chưng bánh dày là thức ăn trang trọng cao quý nhất để cúng tổ tiên, thể hiện tấm lòng uống nước nhớ nguồn, nhớ công ơn sinh thành to lớn, bao la như trời đất của cha mẹ. Bánh chưng hình vuông, màu xanh, tượng trưng cho trái đất, âm. Bánh dày hình tròn, màu trắng, tượng trưng cho trời, dương, thể hiện triết lý âm dương, dịch, biện chứng Đông Phương nói chung và triết lý vuông tròn của Việt Nam nói riêng. Là một món ăn truyền thống của người Việt, bánh chưng được ví như linh hồn của bữa cơm ngày trọng đại, đặc biệt là ngày Tết. Bánh chưng được người Việt sáng tạo ra gắn liền với sự tích bánh chưng bánh dày. Theo truyền thuyết, bánh chưng bánh dày có từ thời vua Hùng Vương thứ 6. Sau khi phá xong giặc Ân, vua muốn chuyển ngôi cho con. Nhân dịp đầu xuân mới hội các con mà bảo rằng, con nào tìm được thức ngon lành để bày cỗ dâng cúng tổ tiên có ý nghĩa thì ta chuyển ngôi cho. Các con trai của vua đua nhau kiếm của ngon vật lạ, hy vọng được làm vua. Người con trai thứ 18 của Hùng Vương thứ 6 là Lang Liêu, tên chữ gọi là Tiết Liêu. Tính tình thuần hậu, chí hiếu, song vì mẹ mất sớm, không có người mẹ chỉ vẽ cho, nên rất lo lắng không biết làm sao, bỗng nằm mơ thấy thần đèn bảo. Vật trong trời đất không có gì quý bằng gạo, là thức ăn nuôi sống người, nên lấy gạo nếp làm bánh hình tròn và hình vuông để tượng trưng trời đất. Lấy lá bọc ngoài, đặt nhân trong ruột để tượng hình cha mẹ sinh thành. Lang Liêu tỉnh dậy mừng rỡ làm theo lời thần dặn, chọn gạo nếp, đậu xanh thật tốt, thịt lợn heo ba dọi dày thật tươi. Đến hẹn, các lang đều đem cỗ tới đủ cả sơn hào hải vị. Lang Liêu chỉ có bánh dày, bánh chưng, vua lấy làm lạ hỏi, ông đem thần mộng tâu lên. Vua nếm bánh, thấy ngon, lại khen có ý nghĩa hay, bèn truyền ngôi cho Lang Liêu, tức đời vua Hùng Vương thứ 7. Từ đó cứ đến Tết Nguyên đán hay các đám thờ cúng lễ hội, dân gian bắt chước làm bánh chưng bánh dày, sau thành tục lệ để cúng tổ tiên, cúng trời đất. Chính vì vậy, bánh chưng Tết đã xuất hiện ở mâm cỗ từ rất lâu, thể hiện sự biết ơn trời đất đã cho mưa thuận gió hòa để mùa màng bội thu đem lại cuộc sống ấm no cho người. Bên cạnh đó, chiếc bánh chưng xanh còn gợi cho ta nhớ đến niềm mơ ước an cư lạc nghiệp của con người. Nhân nhụy vàng, thịt mỡ chín là màu mỡ của lúa chín đồng quê, của đời sống chăn nuôi, an vui xóm làng. Cùng với truyền thuyết xa xưa ấy, chiếc bánh chưng gói ghém trong đó là cả một nền văn minh, nông nghiệp, lúa nước và là cả sản phẩm của trồng trọt và chăn nuôi. Bên ngoài là chiếc lá dong gói bánh có sẵn từ thiên nhiên. Bên trong được chế biến từ nguồn nguyên liệu có sẵn, nấu ăn cội rễ của dân tộc như gạo nếp, đỗ xanh, hành, thịt lợn. Bánh muốn ngon thì phải chuẩn bị nguyên liệu thật chu đáo, gạo ngâm đãi thật kỹ, đậu xanh đổ vừa chín tới, thịt có cả nạc, bì, mỡ, ướp đủ gia vị. Gói xong phải luộc ngay bánh mới xanh. Để chiếc bánh vuông đẹp chín rền thì lúc gói phải đỗ trong gạo, gạo trong lá, gói chặt tay. Không cần ép mà bánh vẫn để được lâu. Khi vớt ra, bánh có màu sắc xanh dịu nhẹ của lá dong, có độ dẻo ngọt của nếp, vị thơm của đậu xanh, có độ béo ngậy của thịt lợn. Tất cả hòa quyện thành một món ăn vừa thơm ngon, vừa độc đáo. Khi ăn bánh chưng, người ta có thể chấm với nước mắm thật ngon, thêm củ hành muối, củ cải dầm hay dưa góp sẽ càng đậm đà khó quên. Bánh chưng Tết cũng thể hiện được chữ hiếu của con người với cha mẹ. Chính vì thế mà phong tục dùng bánh chưng làm quả biếu dâng lên cha mẹ cũng từ đây mà có. Đi cùng với bánh chưng bánh dày, trong ngày Tết bày mâm ngũ quả thể hiện ngũ hành tương sinh tương khắc. Trong ngày Tết cổ truyền, hình ảnh gia đình quây quần bên nồi bánh chưng thật là đẹp và ý nghĩa với tất cả chúng ta. Một cái Tết sẽ không là trọn vẹn nếu thiếu màu xanh của bánh chưng. Cuộc sống dù có bộn bề và nhiều lo toan, nhưng một chiếc bánh chưng dâng lên bàn thờ gia tiên thì chắc chắn là phải có.
Hơn nữa, bánh chưng Tết còn có ý nghĩa lớn về mặt dinh dưỡng. Với các nguyên liệu vô cùng bổ dưỡng như gạo nếp, đỗ xanh và thịt heo, bánh chưng cung cấp cho chúng ta rất nhiều vi chất và vitamin bổ dưỡng cho cơ thể để chống chọi với cái lạnh của mùa đông ngày Tết. Cụ thể như đỗ xanh chứa chất thanh nhiệt giải độc, giảm các hiện tượng sưng tấy, làm bánh chưng có vị thanh, giúp cân bằng với độ béo của thịt và đồ nếp. Bên cạnh đó, gạo nếp cung cấp một lượng tinh bột lớn, đồng thời đó là một thực phẩm rất tốt cho gan. Thông thường các gia đình Việt có thói quen gói bánh vào ngày 27-28 và đây là khoảng thời gian kết thúc công việc sau cả một năm vất vả để chuẩn bị mọi thứ cho ngày Tết. Đây chính là dịp để ông bà, bố mẹ và con cháu sum vầy trước không khí rạo rực của mùa xuân. Bánh chưng có ý nghĩa không chỉ về mặt dinh dưỡng mà nó chính là nét đẹp trong đời sống tinh thần của dân tộc ta. Ngày xưa, bánh chưng chỉ có mặt mỗi dịp Tết đến xuân về, nhưng ngày nay bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy hình ảnh chiếc bánh chưng. Cứ đến dịp lễ hội hoặc ngày trọng đại như cưới hỏi, bánh chưng có thể được đem vào thực đơn của mâm cơm gia đình. Bánh chưng đã trở thành một nét văn hóa, một món ăn truyền thống và lâu đời ở Việt Nam. Nét độc đáo này đã góp phần làm đẹp hình ảnh Việt trong mắt bạn bè quốc tế, dù ai xa quê cũng mong được về nhà bên nồi bánh chưng mỗi dịp giao thừa đón Tết. Bánh Tết. Nếu ngoài Bắc ngày Tết có bánh chưng xanh gắn liền với sự tích bánh chưng bánh dày của hoàng tử thứ 18 con vua Hùng, chính là Lang Liêu, với ý nghĩa tượng trưng cho trời tròn, đất vuông, thì bánh Tết cũng có câu chuyện ly kỳ về nguồn gốc và ý nghĩa riêng của nó. Theo phong tục ngày Tết, nồi bánh Tết được nấu vào đêm 30 giao thừa, cả nhà sẽ thức chờ quanh nồi bánh tạo nên không khí ấm cúng, sum túc của buổi sum họp gia đình. Tết, người Nam Bộ chỉ gói hai loại bánh Tết là bánh Tết chay và bánh Tết mặn. Bánh Tết chay để cúng ông bà, trời đất, bánh mặn dùng trong bữa ăn, ăn kèm với củ kiệu, dưa chua, thịt kho tàu. Một số chuyên gia nghiên cứu văn hóa lý giải rằng rất có thể đòn bánh Tết mà người trong Nam dùng ngày Tết hôm nay chính là sản phẩm của quá trình giao lưu văn hóa Việt Chăm, hay cũng có thể là sự kế thừa những giá trị của lớp tiền nhân đi trước để lại. Khi người Việt bắt đầu vào khai hoang, mở rộng vùng đất phương Nam, do sự tiếp thu tín ngưỡng của nền văn hóa Chăm, trong đó có tín ngưỡng thờ thần lúa, nên các cư dân Việt sau này tạo nên chiếc bánh Tết như ngày nay. Bên cạnh nguồn gốc ra đời của bánh Tết như là một sản phẩm của sự giao thoa văn hóa, thì ông bà xưa còn truyền tay nhau những giải thoại lý giải cho việc hình thành bánh Tết. Điển hình là câu chuyện vua Quang Trung khi đánh quân Thanh vào ngày Tết lúc bấy giờ thì vua cho quân lính nghỉ ngơi. Một quân lính đã dâng lên vua một loại bánh được gói hình trụ trong lá chuối. Khi ăn, vua khen rất ngon và hỏi đây là bánh gì. Lính ta trả lời đây là loại bánh mà người vợ quê nhà thường gói cho ăn để mang theo bên đường. Mỗi lần ăn, anh lại nhớ đến vợ và nhớ đến quê nhà. Nghe vậy, vua Quang Trung rất cảm động và ra lệnh cho mọi người gói loại bánh này ăn vào dịp Tết và đặt cho cái tên là bánh Tết. Nó được xem là nguồn gốc của bánh Tết trong ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Giống như nguồn gốc ra đời, ngay cả cái tên bánh Tết cũng có rất nhiều câu chuyện lý giải cho cách gọi này. Như đã nói ở trên, bánh Tết còn được gọi là bánh Tết, sau đọc trại thành bánh Tết. Cũng có lý giải cho rằng Tết là một hành động cắt bánh mỗi khi ăn loại bánh này. Người dùng sẽ dùng dây khoanh tròn đầu bánh đã lột rồi tết từng khoanh nhỏ ra, vì vậy người địa phương gọi loại bánh này là bánh Tết, giống như hành động cắt bánh. Theo quan niệm của ông cha, những loại bánh thức ăn sử dụng trong ngày Tết đều có ý nghĩa thương nhớ người xưa, cầu chúc cho sự ấm no sum vầy của gia đình, đa tạ trời đất đã cho người dân mùa lúa thuận lợi, và bánh Tết cũng không ngoại lệ. Bánh Tết truyền thống được bọc trong nhiều lá, bên ngoài tượng trưng mẹ bọc lấy con, mang mong muốn sum vầy của người Việt vào ngày Tết. Không chỉ vậy, bánh Tết xanh nhân đậu vàng, gợi cho người nông dân màu xanh của đồng quê, gợi cho ta niềm mơ ước an cư, lạc nghiệp của một mùa xuân an bình cho mọi nhà. Chiếc bánh Tết hay còn gọi là bánh Tết, nhìn giản đơn nhưng thấm đẫm nhiều ý nghĩa, mong muốn gia đình sum vầy, ấm no. Vì vậy, theo phong tục ngày Tết, cứ tối 29-30 Tết, cả gia đình đã thức khuya chờ quanh nồi bánh. Trẻ thì chơi đùa, phụ ông bà trụ bếp lò, người lớn thì thi nhau gói bánh, tạo ra không khí ấm cúng và sum túc trong ngày Tết. Bánh cộ, bánh in. Bánh cộ có nguồn gốc vương giả từ trong cung vua phủ chúa của hoàng tộc Triều Nguyễn, và nó mang màu sắc xứ Huế ngay từ tên gọi. Bởi lẽ cộ là giọng đọc Huế từ cỗ, tức muốn nói đến vai trò của bánh này trước nhất là để cúng lễ, sau đó mới ăn. Đây là tên gọi có lẽ là xưa và đúng nhất của loại bánh này. Mùa Tết ở Huế là mùa của ẩm thực, nhưng không khí Tết Huế luôn được cảm nhận đầu tiên bởi sự hiện diện tràn ngập sắc màu của bánh cộ. Như đa phần các loại bánh Huế khác, bánh cộ được làm từ các nguyên liệu rất đơn giản là bột ngũ cốc, bột nếp, bột bình tinh, bột đậu xanh, hạt sen trần. Nhưng cách làm của loại bánh này cực kỳ công phu và đòi hỏi sự tỉ mẩn, kiên trì của người làm.
đơn cử như bánh đậu xanh, ngay từ khi chọn đậu phải chọn kỹ hạt mẩy, tròn, da đẹp và đều nhau. Đãi vỏ đậu không được mạnh tay và phải vút từng chút một để đậu không dầm, không nát. Ninh đậu phải ninh bằng lửa nhỏ trong suốt 12 giờ. Phải quấy đều tay để bột không bị dính và không bị lỏng. Rồi sau đó lại phải sấy bột bằng lửa than suốt 10 tiếng đồng hồ mới có thể để bánh được lâu mà bánh không bị mốc. Mốc quan trọng không kém là phần hòa bột với đường. Việc này phải được đảm bảo sự cân đối giữa bột và đường để tạo ra vị ngọt thanh và cảm giác tan ra trên đầu lưỡi khi vừa cắn. Đa số các mẹ, các chị đều hòa đường vào bột bằng kinh nghiệm chứ không thể nào giải thích được. Sau khi hòa đường vào bột, người ta mới cho bánh vào những chiếc khuôn bằng đồng để tạo hình bánh. Thời xưa tùy theo sự khéo léo của từng người mà có khuôn khác nhau, có người có khuôn in nổi chữ thọ, có người có khuôn chữ song hỷ, có người lại có khuôn hình hoa sen. Chính vì vậy mà bánh cộ còn được gọi là bánh in. Bánh sau khi cho vào khuôn để tạo hình thì còn sấy khô một lượt rồi mới gói. Bánh cộ được gói thành 5 màu là đỏ, vàng, trắng, tím và xanh lục. Cũng là màu cơ bản trong cảm quan màu sắc hội họa cổ truyền xứ Huế. Từ giấy gói nhiều màu, người ta gọi bánh cộ là bánh ngũ sắc. Thời còn trong chốn phủ đệ của giới hoàng tộc, làm ra được giấy gói bánh cũng là một nghệ thuật. Giấy gói bánh đều do các cung nữ tự làm, màu xanh lá cây được làm từ các loại lá ớt, rau má, màu nghệ lấy từ nghệ tươi, gọt vỏ, xay nhuyễn, màu tím lấy từ lá cẩm cắt khúc ngắn, nấu với nước và rượu trắng, màu đỏ tím lấy củ dền gọt vỏ, nấu nhừ, màu hồng lấy trái gấc chín hòa rượu trắng, màu vàng mơ lấy đậu xanh khô, đãi vỏ rồi giã nhuyễn hòa với chút nước sôi. Và giấy này còn được ướp hương sen để có mùi thơm. Sau này bánh được gói trong giấy gương nên nhìn rực rỡ và lấp lánh hơn. Bánh cộ người ta ít ăn nhưng vẫn rất chuộng để thờ cúng. Theo thể thức xưa, ngày Tết trong gian thờ tổ tiên phải có hai quả bồng đựng bánh ở hai bên. Người ta xếp bánh thành nhiều tầng, đỏ chen vàng, xanh chen tím, hồng lại chen trắng, tạo ra một bản hòa điệu giữa các màu sắc. Ngày nay, người làm bánh ở Kim Long còn kết bánh thành hình tháp thiên mụ với 7 tầng để đơm lên bàn Phật. Gian thờ tổ tiên ngày Tết nhờ có bánh ngũ sắc mà trở nên bớt thâm nghiêm và gợi lên cảm giác ấm cúng, thân thuộc. Mà nó như lớp người cũ của Huế là không có bánh cộ ngày Tết, nó vô vị quá. Có lẽ giá trị mà bánh cộ đem đến lại cho Tết Huế là phong vị điển nhã của lối sống nghiêng về thụ hưởng tinh thần. Hương vị thanh sạch của bánh cộ khiến người trần gian cảm thấy được kết nối một cách linh thiêng mà gần gũi với người cõi âm. Nghe đồn từ người trong nghề, phụ nữ tới kỳ hoặc người vừa đi thăm người sinh nở, đi viếng đám tang về thì không được làm bánh vì uế tạp. Có thể thấy câu chuyện này mang màu sắc phân biệt với phụ nữ theo tư tưởng truyền thống. Thế nhưng mặt khác cũng cho thấy rằng người Huế rất kỹ lưỡng trong việc thờ cúng và giữ gìn hương vị tinh khiết của lễ cúng. Khác với các loại bánh khác, khi chưa đơm lên trang thờ, có thể cất ở đâu cũng được. Với bánh cộ, khi chưa được đơm lên, người ta treo bánh lên trên bếp và kiêng nhất không được đặt lên giường, lên phản. Bánh đậu xanh. Bánh đậu xanh là một đặc sản của Hải Dương, một tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Chiếc bánh giản dị cũng có một lịch sử phát triển rất ly kỳ. Một lần vua Bảo Đại kinh lý qua trấn Hải Dương đã được nhân dân nơi đây dâng lên một loại bánh làm từ đỗ xanh. Vua ăn thấy rất ngon và khen ngợi hết lời. Bánh có hương vị nhẹ nhàng, ngọt mịn và rất phù hợp khi uống trà. Bảo Đại sau khi về cung đã ban sắc lệnh khen bánh đậu xanh Hải Dương, trên sắc có in hình rồng vàng, biểu tượng uy quyền của vua. Kể từ đó, bánh đậu xanh Hải Dương có tên mới là bánh đậu xanh rồng vàng. Cái tên đó cho đến nay vẫn là thương hiệu riêng để phân biệt với các loại bánh đậu xanh ở các tỉnh khác. Một chiếc bánh đậu xanh rồng vàng được làm ra có thể coi là kỳ công, kết quả của một nghệ thuật điêu luyện. Nguyên liệu chính để làm bánh đậu xanh là bột đậu xanh nguyên chất, đường trắng tinh luyện và dầu thực vật. Nhưng không phải bột đậu xanh nguyên chất nào cũng làm được bánh. Đỗ xanh dùng làm bánh phải được chọn lọc kỹ càng, phải được phơi khô, không được để mốc và không dùng đỗ xấu để làm bánh vì sẽ ảnh hưởng tới chất lượng. Đỗ đó được đưa vào sang chín, sau khi đạt đến độ chín đều thì đem xay, sau đó lọc vỏ rồi nghiền thành bột. Bột đậu xanh này kết hợp với đường trắng tinh luyện dùng dầu thực vật và một số hương liệu để tạo thành một chiếc bánh có thể làm đẹp lòng và hợp khẩu vị với mọi lứa tuổi. Bánh đậu xanh rồng vàng Hải Dương được chứng nhận là loại bánh có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là người già và trẻ em. Bánh có tác dụng giảm béo đối với những người trung niên, giảm cholesterol và mỡ trong máu, cũng như đề phòng các bệnh xơ cứng động mạch ở người cao tuổi. Đông y cho rằng đậu xanh tính bình, vị ngọt, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, rất tốt cho cơ thể con người, đặc biệt là người mới ốm dậy. Do tính chất tốt của đậu xanh như vậy, cùng với sự thanh tịnh của bánh, mà bánh đậu xanh không chỉ được dùng làm quà cho người thân bạn bè, mà còn dùng để thờ cúng tổ tiên vào những ngày Tết.
Rất nhiều người sống ở Hải Dương hay người ở nước ngoài, mỗi lần về thăm quê cha đất tổ đều không quên mang theo mấy hộp bánh đậu xanh làm quà khi quay trở lại xứ người. Chút hương vị nhẹ nhàng của chiếc bánh đậu xanh giản dị đã làm ấm lòng người xa xứ. Bánh đậu xanh rồng vàng có thể ăn ở mọi lúc, mọi nơi, nhưng sẽ thật thú vị và thật ngon khi ăn bánh với một tách trà nóng. Khi cho bánh vào miệng, lập tức bánh tan mịn và có hương vị ngọt hài hòa. Đáng nhớ biết bao là hình ảnh các cụ già ngồi bên cạnh bạn tâm giao, vừa trò chuyện vừa ngâm thơ, uống trà, ăn bánh, và ríu rít vây xung quanh là đàn cháu đang vui sướng vì được chia phần. Bánh đậu xanh thật sự có ý nghĩa như là một vật gắn kết các thế hệ trong gia đình và mọi lứa tuổi. Bánh phu thê. Bánh phu thê đặc sản của Bắc Ninh không chỉ góp mặt trong các dịp cưới hỏi mà luôn hiện hữu trong các dịp Tết, lễ quan trọng. Món bánh này mang ý nghĩa tượng trưng cho lòng thủy chung son sắt của các cặp vợ chồng. Phần bột mỏng ôm trọn nhân đậu xanh bên trong thể hiện sự ôm ấp chở che ấm áp của nghĩa tình vợ chồng. Bánh phu thê còn có tên gọi là bánh su xê, tùy biến tấu của các vùng miền. Vị ngọt thanh dai dai của bột nếp, đậu xanh, dừa sợi khiến món bánh trở thành món tráng miệng hấp dẫn. Đầu năm mới, thưởng thức món bánh phu thê thanh ngọt cùng tách trà nóng để cảm thấy hân hoan, tươi mới khi nghĩ về tình cảm đôi lứa trong gia đình. Bánh phu thê là sự kết hợp hài hòa giữa nhiều màu sắc, màu trắng, cơm dừa, bột lọc, màu vàng, đậu xanh, vỏ bánh, màu xanh, lá dừa, màu đỏ, dây buộc. Theo triết lý âm dương ngũ hành của người phương Đông, nó ám chỉ sự hòa hợp con người với thiên nhiên, giữa người và người trong cùng một nhà. Bánh phu thê khi ăn cũng rất dẻo dai, kết dính, tượng trưng cho sự gắn bó bền lâu của vợ chồng. Phần hộp bánh phu thê hình vuông gợi nhớ sự viên mãn hạnh phúc lứa đôi dài đến trăm năm.